Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ line. Đây, các bạn kéo xuống cái trường số số 5 đây, 15.1 vẽ online. Các bạn đè phím, giữ phím Ctrl, đè giữ phím Ctrl bấm vào đây nè, thì nó dẫn tới cái trường số 5 chắc định vẽ cơ bản. Đầu tiên là mình xem cái vẽ đang line, thì để gọi lệnh line thì ta có nhiều cách ha. Trong đó cách là dùng phím tắt, đó là L khoảng cách, khoảng trắng, L Enter hoặc là L khoảng trắng. Thì tôi khuyên các bạn nên dùng L khoảng trắng nha. Đây, đây ta mở một bảng vẽ mới nè, New. Đó, các bạn chọn Arcade ISO nha, mình vẽ 2D mà. Arcade ISO nè, Open. Đó, rồi các bạn nên tắt cái lưới đi. Rồi, L nè, khoảng trắng nè. Đó, nó hỏi nè, bây giờ các bạn để ý nha. Nó hỏi là Line specify first point, tức là lựa chọn điểm đầu tiên, lít đại điểm nè, kéo ra nè, không chọn điểm thứ hai nè, net point nè, điểm thứ ba nè, đó chọn điểm kế tiếp, kế tiếp tiếp nè, tôi gọi là line nè, enter nè, đó, yeah. Đó, chọn điểm nè, các bạn lưu ý là các bạn nên nên đọc cái này ha, mình làm quen, sau này mình làm quen thì mình khỏi cần đọc cái này, mình sẽ biết thứ tự các bước, nhưng hiện giờ mình mới mình đọc cái này và mình dịch cái này để mình biết là nó yêu cầu mình làm gì ha. Ví dụ nó kêu là xác định, specify là xác định, net là điểm, boy là kế tiếp, đây chọn điểm kế tiếp, chọn điểm kế tiếp đó. Rồi, một cái vấn đề nữa là gì? Khi các bạn đang để cái chế độ mà có hỗ trợ vẽ bằng hiển thị các thông số, ví dụ góc 53 độ này, kích thước bao nhiêu nè, thì nó làm rối mắt mình, thì mình nên tắt nó đi. Thì cách tắt như sao? Mình ra dưới đây nè, đó, cái chỗ này. Đó, nó gọi là cái Dynamic Input, ha, nó đang bật chế độ On. Mình tắt nó đi. Đó, thấy không? Nó bỏ bớt đi, mình đỡ rối mắt. Thì này bật lên nè, thì có nhiều máy á, nó có cái hiện cái lệnh ô lệnh này đây, có nhiều máy nó không có, không có thì ta đưa con chuột mình qua đây ha, bấm vô đây đó, đây Dynamic Input nè, nếu mà mình bỏ chọn ở đây á, thì chỗ này nó sẽ không hiển thị lên cái thanh này, đây bỏ chọn nè, không thì mình không thấy đây đó, còn nếu mình dưới đây mình không thấy thì mình sẽ lên đây mình click vô đây đó, nó ra. Rồi, sau mình tắt nó đi. Đó, đỡ rối. Rồi, Enter. Đó, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái bài tập cụ thể. Đây, mình sẽ vẽ cái hình 5.1 này ha. Hình tam giác vuông. Cạnh đáy là 100, chiều cao là 50. Rồi, này, gọi lệnh nè, line, L, khoảng trắng. Nè, điểm đầu tiên là nó kêu xác định điểm đầu tiên thì specify, first point, click chọn điểm đầu tiên, kéo ra. À, các bạn để ý nha, khi mình kéo ra thì nó làm sao mình canh được nó nằm ngang như vậy, mình mong muốn là vẽ ngang như vậy đó, thì mình sẽ có cái chế độ kết, nó có cái chế độ hỗ trợ vẽ ngang, đó là mình bấm phím F8 hoặc là mình bấm phím Ctrl L ha, Ctrl L nè, đó nó gọi là auto on, tức là auto là gì, chế độ bực vẽ ngang hoặc là thẳng đứng ha, bấm Ctrl L nó tắt nè, off nè, Ctrl L nó on lại nè, hoặc là mấy em bấm phím F8, bấm phím F8 thì các bạn để ý nha, bấm F8 thì đối với máy bàn thì mấy em bấm F8 là nó được liền, còn đối với laptop thì muốn bấm phím F8 tại vì cái phím F8 nó có hai chức năng, như máy của tôi là nó có chức năng là âm thanh, tăng volume lên và cái F8 phía trên, cho nên là muốn bấm F8 là mình phải chọn mình phải bấm phím Fn rồi mới bấm F8. Đây tôi thực hiện lại nha, like enter đây ha, bấm Fn nè, bấm giữ Fn rồi bấm F8 ha, bấm giữ Fn bấm F8 giờ bấm giữ N bấm F8 đó. Đó, mình có hai cách, một là bấm Ctrl L, hai là bấm phím Fn F8 đó, hai là thứ ba là các bạn có thể bấm vô đây, đây cái lệnh tắt nằm đây đó, thấy chưa, auto off nè, đó là nó đen xuống nè, auto on nè là nó sạch lên nè, lúc này nó sạch lên và nó thẳng ngang đây, các bạn lưu ý nha, đây nằm đây, đây và phím tắt của nó là F8, các bạn thấy chữ F8 không đó. Rồi
Đó, tôi bật cái chế độ vẽ ngang lên rồi tôi nhập vô 100, enter. Đó, nó vẽ cho tôi một đoạn được 100 nè. Đó, và tôi kéo lên. Các bạn lưu ý nha, vẽ 100 mà xong mình đầu tiên, động tác đầu tiên là mình kéo con chuột về cái hướng mình cần vẽ. Có phải mình muốn vẽ hướng 50 lên đây không? Kéo lên đây. Nhiều bạn không để ý, kéo qua đây nhập 50 vô thì nó vẽ tiếp 50 theo đường thẳng bên đây. Kéo lên đây, nhập 50 vô, enter. Đó, rồi đưa về đây. Đó, đưa về đây thì nó hiện cái nút màu xanh ha, nó gọi là chế độ chia bắt điểm, hay tôi thường gọi tắt đó là cục hít đó. Đưa dây nó tự nó hít vô đó, lít lên cái rồi enter một cái đó, ta vẽ được cái hình này. Thấy chưa? Rồi hình này hình 5.2 là hình chủ nhật, có chiều dài là 80, chiều cao là 60. Này kéo qua đây ha, đè phim đè con lăn chuột ha. Các bạn lưu ý khi các bạn vẽ là thường các bạn phải vẽ ở cái vùng chính giữa màn hình ha. Thì muốn điều chỉnh cái vùng vẽ chính giữa, mình dùng nút giữa con chuột mình đè, mình kéo, đè kéo thả, đè kéo thả. Đó, dù tôi muốn vẽ chỗ này line L ha, enter. Đây, click một điểm kéo qua 80, enter, kéo lên 60, enter, kéo qua 80, enter, kéo xuống ha. Ở đây có hai cách, một là mình kéo xuống mình click vô cái nút màu xanh này, hai á là mình sẽ kéo xuống phía dưới này và mình nhập vô là 60 ha. Đó, enter cái nữa. Thấy không? Rồi. Và cái hình kế tiếp, hình này ha, hình này thì 5.3, hình bình hành, đây là hình bình hành. Thấy không? Rồi, like. Đây chọn đây, nhập 80, enter. Đó, thì ở đây mình chưa học cái chế độ mà vẽ theo tọa độ tương đối ha, cho nên là gì mình vẽ theo phương pháp không chính quy một chút, là mình vẽ dựng hình rồi mình sẽ xóa đi. Nhưng tôi vẽ lên đây là 60 nè, đúng không? Enter nè, kéo ngang qua 20 nè, enter nè. Đó, tức là tôi dò theo các trục để đến cái vị trí điểm cần thiết. Đây, tôi vẽ lên đây 20. À, vẽ lên đây 60 rồi tôi vẽ qua đây 20. Đó là nó lần ra điểm này rồi xong tôi mới nối điểm này vô điểm này. Đúng không? Đây, rồi lên line này, enter nè. Đưa vô đây, click, kéo xuống, đưa vô đây, click. Đó, enter nè, thoát lệnh nè. Sau đó tôi chọn hai cái cạnh này. À, tôi delete nó đi. Đó, tôi vẽ theo cách này, tôi gọi là vẽ dựng hình ha, và vẽ không chính quy ha. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái bằng phương pháp chính quy. Đây, sau đó mình nhập 80 vô, enter. Đưa vô đây, click. Đó. Rồi. Tương tự ha, mình vẽ cho hình 5.4. À, 5.4. Đây. Lại 5.4 là một tam giác cân. Nha. Đấy là 100. Đó. Rồi làm sao xác định điểm này? Điểm này. Đó, thì mình có thể vẽ lên đây 80 và mình vẽ qua đây là bao nhiêu, 50, để nó qua trung điểm này. Này, kéo lên đây nè, 80 nè, vẽ qua đây 50. Đó, mình vẽ theo kiểu dựng hình rồi mình vẽ lùi về đây. Enter, kết thúc lệnh, enter, lặp lại lệnh. À, các bạn lưu ý nha, trong AutoCAD ha, mình đang vẽ cái lệnh nào đó mà mình muốn gọi, sau khi mình thoát lệnh mình muốn gọi lại lệnh, mình chỉ cần enter thôi ha. Trong trường hợp này tôi đang vẽ lệnh like, vừa mới vẽ lệnh like xong, kết thúc lệnh like, tôi muốn gọi lại lệnh like thì tôi không cần phải nhập là L enter ha, L enter, mà tôi chỉ cần bấm phím enter một lần nữa thì nó gọi cái lệnh vừa mới vẽ liền kề trước đó ra và nó thực thi lệnh đó ha. Không, tôi enter cái nè, nó gọi lệnh like liền, thấy chưa? Rồi, thấy chưa? Điều này giúp cho chúng ta vẽ nhanh hơn. Này để lên cái này đi. Đó. Hình này là tam hình 5.5 là tam giác đều. À, tam giác đều thì chúng ta rất là khó vẽ nếu mình chưa học cái lý thuyết là vẽ theo tọa độ cực, ta theo theo cực. Hình này thì ta vẽ theo tọa độ cực. Thì tôi sẽ hướng dẫn các phần vẽ theo tọa độ cực sau. Cho nên cái hình này các bạn bỏ qua ha. Các bạn vẽ hình này. Vậy này chiều rồi kéo qua nè, like nè,
Đó, 80 nè, Enter nè, 60 nè, Enter nè, 80 nè, Enter nè. Rồi, ở trên này đó, các bạn kéo xuống nha, lúc nào vẽ con cái hình mình ngay giữa, like nè, ha, à, khỏi cần gọi lên like nè, Enter nè, đó, à, kéo qua đây bao nhiêu, hoặc kéo lên, 64 đúng không, 64 Enter nè, kéo qua bao nhiêu, 80, ở giữa là 40, Enter nè, rồi, kéo về đây, đó, kết thúc lệnh nè, gọi là lệnh Enter nè, đó, rồi, delete này đi, đó. Vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn vẽ các cái hình liên quan tới cái đoạn line. Còn một số hình này tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở các mục sau. Sau khi mình học các nhập tọa độ điểm bằng các phương pháp, tọa độ tương đối, tọa độ tuyệt đối, tọa độ cực gì vân vân, thì mình vẽ tiếp các cái hình này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.